hoặc có nghi hoặc Trong văn chỉ nói mười niệm Tại sao lại là xưng danh hiệu Phật Mà không phải niệm vị Phật khác Đáp rằng niệm trong mười niệm Chỉ cho miệng niệm danh Phật Thực có chứng minh Nguyện này rất quan trọng Thập niệm tất sanh Ở trước có nói với quý vị Chỉ có nguyện này Mới có thể phổ độ Tất cả chúng sanh có duyên trong Biến pháp giới hư không giới chúng sanh thêm vào nhân duyên có nhân duyên là sao là họ có thể tin có thể phát nguyện và chịu niệm phật như vậy là có duyên chỉ cần niệm mười niệm đều có thể giảng sanh cho nên đây là vô cùng hy hữu thù thắng pháp môn này đơn giản người người đều có thể học mỗi người đều có thể tu nó không khó dễ dàng chắc chắn lại nhanh chóng phàm phu thành phật tìm đâu ra pháp môn tiện lợi như thế không tìm thấy chư vị tổ sư đặc biệt chú trọng nguyện này giải thích rất tường tận cho chúng ta vì nó quá khó tin thành phật không dễ chút nào chứng a la hán đã khó như vậy thì thành phật đâu đơn giản tí nào không dễ sanh khởi tính tâm cho nên nói rõ ràng minh bạch cho chúng ta biết đầu tiên là một nghi vấn giả thiết trên thực tế rất có thể có người có nghi vấn này trong kinh chỉ nói mười niệm làm sao biết được mười niệm này chính là niệm danh hiệu phật a di đà mà không phải niệm phật khác có người đưa ra câu hỏi này bên dưới trả lời rất hay chữ niệm trong mười niệm chính là chỉ niệm của miệng niệm danh hiệu phật đích thực có minh chứng có minh chứng thực tế mà nói văn tự tiếng trung có rất nhiều cách nói chữ niệm này bên cạnh không thêm chữ khẩu niệm này là trong tâm niệm khẩu không niệm tâm niệm được chăng được nghĩa của chữ niệm này là chữ hội ý quý vị xem cách viết của chữ này kinh tâm chính là tâm hiện tại trong tâm hiện tại thật sự có phật nên gọi là niệm không nhất định niệm trên miệng quan trọng nhất là ở trong tâm trong tâm không có phật miệng niệm phật cũng vô ích cổ nhân nói miệng niệm di đà tâm tán loạn trong tâm không có phật hét khô cổ họng cũng vô ích cho thấy trong tâm cần có phật ngoài phật ra không có niệm thứ hai phải biết thiện pháp bậc nhất trong pháp thế gian xuất thế gian thiện bậc nhất không phải nó chỉ có một thiện mà thiện này bao gồm tất cả thiện pháp của thế xuất thế gian đều trong danh hiệu này rất tuyệt vời ý này ở trước có nói rất nhiều lần không thể không biết quý vị thử nghĩ xem thiện pháp nào có thể bao gồm tất cả thiện duy nhất thiện này bao gồm tất cả thiện ta niệm phật giảng sanh thế giới cực lạc sanh về thế giới cực lạc có nghĩa là thành phật tuy là phàm phu nhất phẩm tập khí phiền não cũng chưa đoạn nhưng sanh về thế giới cực lạc Liền được 48 nguyện của Phật A-di-đà gia trì Nghĩa là nói những gì Ngài nói trong 48 nguyện ta đều đạt được Quý vị nói không tuyệt vời ư Nguyện này đầy đủ 47 nguyện khác Đạt được tất cả Tuy nói mỗi nguyện đều bao hàm 47 nguyện khác, nhưng nguyện này chân thật nhất. Không có gì để nói. Là thiện pháp viên mãn trong thế xuất thế gian, quý vị xem niệm Phật hay biết bao. Nếu thật sự rõ ràng minh bạch, dù gặp bất kỳ khó khăn gì, buông bỏ mọi ý niệm chỉ niệm Phật vấn đề liền được giải quyết hoàn toàn tin tưởng không chút hoài nghi bị bệnh nan y niệm phật có thể trị lành mấy ngày trước có một vị đồng tu ở đại đồng sơn tây đến đây thăm tôi ông nói ông mắc bệnh ban đỏ ông xem đĩa cd của lưu tố dân rất cảm động học theo bà quả nhiên niệm phật ba tháng sau đi kiểm tra lại thì không còn nữa ông ta đến nói với tôi là sự thật là tự thân ông trải nghiệm đến thẹo cũng không có khi bệnh phát tán ban đỏ nổi lên khắp toàn thân lạy phật cũng không lạy được niệm phật đệ nhất đức niệm phật đệ nhất thiện khi phiền não khởi hiện hành lập tức niệm phật hiệu phiền não không còn thiện niệm hay ác niệm đều là phiền não chỉ có chánh niệm chánh niệm không có ý niệm không có bất kỳ ý niệm nào đó gọi là chánh niệm chánh niệm tương ưng với tự tánh bên dưới quan niệm lão dẫn chứng đúng là có chứng minh bản kinh này là tống dịch kinh văn viết như thế này cả chúng sanh Câu tất cả chúng sanh này Bao gồm Tất cả các hàng chúng sanh bất đồng căn tánh Từ thượng thượng căn đến Hà hạ hạ căn Chỉ cần đầy đủ ba điều kiện là chân thật Nguyện thiết Và tinh tấn niệm Phật đầy đủ ba điều kiện này là có thể giảng sanh cầu sanh vào nước ta cầu sanh vào nước ta là nguyện đương nhiên là có tin không tin sao họ cầu bên dưới niệm danh hiệu ta ta là phật a di đà tự xưng niệm danh hiệu ngài phát tâm chí thành kiên cố bất thoái khi ở đây mạng chung ta khiến vô số tỳ kheo hiện tại đi quanh đến nghênh đón người này người niệm phật này họ đầy đủ tính nguyện hạnh quan trọng là bất thoái nếu thoái tâm cảm hứng không còn thoái tâm có hai loại một loại là học pháp môn khác hoặc tịnh tông là học pháp môn niệm phật khác niệm phật phần lớn có bốn loại là thực tướng niệm phật quán tưởng niệm phật quán tượng niệm phật và trì danh niệm phật ở đây chúng ta chuyên nói về trì danh niệm phật Họ thay đổi phương pháp niệm Phật Cũng không tương ưng Đây là chuyên nói về trì danh niệm Phật Kinh Vô Lượng Thọ và Tiểu Bổn Kinh a di Đà Chuyên nói về trì danh niệm Phật trong Kinh Thập Lục Quán nói về 16 loại quán tưởng Có quán tượng Thứ 16, loại sau cùng cũng là nói trì danh niệm Phật Tương ưng với điều chúng ta nói đây Phép quán thứ 16 Không giống với ở trên Đây là nói người niệm Phật Không được đổi phương pháp Điều này rất quan trọng Nếu tình chấp sâu nặng Lưu luyến danh văn lợi dưỡng của thế gian này buông bỏ chấp trước tình chấp đây đều là chướng ngại có những sen tạp này công phu niệm phật của chúng ta sẽ bị phá hoại chúng ta hiểu rồi thì phải thực hành trong cuộc sống gặp khó khăn như vừa mới nói tật bệnh niệm phật cũng có thể lành Ngoài tật bệnh ra, tất cả bệnh tật khó khăn, những điều phiền não đến không biết giải quyết như thế nào, rất đơn giản, tạm thời buông bỏ tất cả, chân thành niệm Phật 10 phút, niệm 20 phút thì trí tuệ sanh khởi, biết được phương pháp giải quyết vấn đề cho nên tuyệt diệu tuyệt vời nói không cùng tận người học giảng kinh khi chuẩn bị bài gặp khó khăn đoạn kinh văn này không biết giảng như thế nào không cần nghĩ tới đó càng nghĩ càng phiền phức nghĩ không ra chi bằng buông bỏ đi lệ phật lại khoảng 10 phút, 20 phút, đột nhiên linh cảm đến vấn đề được giải quyết. Kinh nghiệm này chúng tôi có rất nhiều. Không lạy Phật, niệm Phật cũng được. Niệm khoảng 15 đến 20 phút, đây là gì? Vì tâm họ định, định sanh trí tuệ, tuệ có thể giải quyết vấn đề. phương pháp này ứng dụng rất rộng rãi có thể vận dụng mọi lúc mọi nơi phương pháp này hay phương pháp này đơn giản nhưng rất ít người tin rất ít người áp dụng bao nhiêu năm nay chúng tôi đã dưỡng thành thói quen ngày ngày đọc sách khi đọc sách gặp khó khăn khi đọc không hiểu phải làm sao nghỉ ngơi niệm phật đi nhiễu mấy dòng khi quay lại xem đã hiểu vấn đề được giải quyết điều này chúng tôi rất thường gặp không phải một lần hai lần rất nhiều lần có cảm ứng